Chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với kênh YouTube Thôi Thể Thao. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay mùng 4 tháng 7 đã diễn ra hai trận đấu cuối cùng của vòng tứ kết Euro 2021. Đan Mạch và Anh, hai đội bóng được đánh giá cao hơn đã giành thắng trước Cộng hòa Séc và Ukraine để đi tiếp. Đan Mạch sau màn trình diễn ấn tượng ở vòng 1/8 tiếp tục có trận đấu tốt trước Cộng hòa Séc ở tứ kết. Nhà vô địch Euro 1992 sớm dẫn trước 2-0 trước Cộng hòa Séc sau hiệp thi đấu đầu tiên. Trong hiệp thi đấu thứ hai, Đan Mạch bị đối thủ rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 ở đầu hiệp, nhưng họ vẫn bảo vệ được thành quả của mình để giành vé vào bán kết sau 29 năm. Trong khi đó, ở trận đấu còn lại, Anh đã có trận đấu dễ dàng nhất từ đầu giải khi đọ sức với Ukraine. Trong ngày mà Harry Kane tỏa sáng với cú đúp, Tam sư giành thắng 4-0 trước Ukraine để ghi tên mình vào bán kết. Anh vào bán kết Euro 2021 mà không để lọt lưới bàn thắng nào. Trước khi Anh và Đan Mạch vào bán kết, Tây Ban Nha đã đánh bại Thụy Sĩ và Italia vượt qua Bỉ để có mặt ở vòng 4 đội mạnh nhất. Ở vòng bán kết, Italia sẽ so tài với Tây Ban Nha và Anh so tài với Đan Mạch. Theo lịch thi đấu vòng bán kết Euro 2021, trận đấu giữa Italia với Tây Ban Nha diễn ra lúc 2 giờ ngày 7 tháng 7 và trận đấu giữa Anh với Đan Mạch diễn ra lúc 2 giờ ngày 8 tháng 7. Trận chung kết diễn ra vào ngày 12 tháng 7. Cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video. Quý vị và các bạn có dự đoán gì về kết quả ở vòng bán kết hay là ý kiến của mình phía dưới phần bình luận. Quý vị có thể đăng ký kênh để cập nhật lịch thi đấu, kết quả bóng đá mới nhất được cập nhật liên tục hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.